Điều thứ nhất là gì? Là sự khổ. Điều thứ hai là gì? Con đường đưa đến sự diệt khổ. Vì vậy có nhiều người họ nói tao đi chùa thấy cái gì cũng khổ khổ hết, ở nhà cho nó vui. Thật chất ra thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta cái khổ cần phải nhận thức bằng trí tuệ. Cái khổ này cần phải liễu tri. Và sau khi nhận thức rồi, biết đời là khổ rồi, lúc đó chúng ta mới bắt đầu đi tìm cái con đường diệt khổ. Trong bài kệ vừa rồi chúng tôi có nói là điều đầu tiên chúng ta phải ráng giữ tâm chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là ghi nhớ biết mình. Thứ hai là từ bi và buông bỏ. Điều đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu ở đây là đời là bể khổ. Thưa với quý vị, theo Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nam truyền, nói về cái khổ của chúng sinh nó có ba. Thứ nhất gọi là khổ khổ. Thứ hai là hoại khổ. Thứ ba là hành khổ. Thế nào là khổ khổ? Đó là nói với những người, những chúng sinh mà sanh ra kém phước, về phước tài cũng như phước vật, phước đức và phước trí. Tức là nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, rồi lại vô minh, thiếu trí tuệ. Ba cái loại phước nâng đỡ chúng sanh mà cái chúng sanh này họ kém hết. Về tài sản vật chất họ không có. Về phước đức là sắc tướng, màu da, tuổi thọ, sức khỏe, quyến thuộc họ cũng không có. Rồi thứ ba là trí tuệ họ cũng kém nữa, không nhận thức được cái bản chất cái cuộc đời này. Vì vậy mà ta nói con người mình khổ là bởi những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là chúng ta buông không đành. Mà cái buông không đành là thiếu trí tuệ. Thứ hai chúng ta nghĩ không thông cũng thiếu trí tuệ. Thứ ba chúng ta nhìn không thấu cũng thiếu trí tuệ. Thứ tư là chúng ta quên không được, nó khổ hoài. Cho nên cái khổ khổ là ý muốn nói là những chúng sanh kém phước, sanh ra là mình thấy khổ liền. Trước mặt mình là toàn là những cái không may mắn, những cái sự thiếu thốn mà tạm gọi là kém phước, đó là gọi là khổ khổ. Nhưng mà cái khổ thứ hai là quý vị nghe nó hơi lạ, đó là gì? Là hoại, hoại khổ. Thưa quý vị, hoại khổ là gì? Là hoại đi cái niềm vui, cái hạnh phúc, hoại đi cái điều kiện mà mình có. Thí dụ đang giàu cái chuyển sang nghèo đó, đó là gọi là các pháp nó hoại đi vô thường. Rồi đang khỏe cái chuyển sang bệnh. Rồi đang làm ăn hưng thịnh, thuận lợi, hanh thông, cái tự nhiên nó bế tắc. Cụ thể như mấy người đang kinh doanh bất động sản. Trước đây kinh doanh bất động sản rất là hanh thông, và những người mà đại gia bất động sản rất là giàu. Nhưng mà rồi cũng có lúc thì thăng trầm mà hoại đi cái điều kiện đó, trở nên khó khăn. Ví dụ trong thời buổi này nó đang khó khăn. Cho nên có câu nói vui rằng những người kinh doanh bất động sản bây giờ bất động và sản hết trơn. Thì nó xuất hiện cái khổ. Thì cái khổ này thưa với quý vị gọi là gì? Hoại. Hoại khổ, đúng rồi. Đó, hôm nay quý vị tập mà nghe cái này cho nó hay hay. Tức là như vậy thì hai cái khổ này muốn nói rằng là người nghèo cũng khổ, mà người giàu cũng khổ. Đó, trước hay sau mà thôi. À, bởi vì cái bản chất của cuộc sống là vô thường, đúng không nè? À, cho nên người ta hay nói vui rằng là qua đẹp, qua thơm, qua vẫn tàn là vô thường đó. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết, mà người hứa, người thề, người vẫn quên, vô thường. Trăng lên trăng tròn, trăng lại khuyết, tiết rơi tiết phủ, tiết lại tan, hoa nở hoa thơm, hoa lại tàn, vô thường. Nhà giàu nhà nghèo rồi cũng hết, vô thường. Mà người đẹp người xấu rồi cũng chết, đó là vô thường. Mà nhiều khi đẹp chết sớm hơn xấu nữa. Như vậy thì cái khổ trước và khổ sau, cái gọi là khổ khổ là khổ trước, cái hoại khổ là khổ khổ sao. Giống như thấy người chết thì biết mình cũng chết.
Thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tang vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước, hôm sau đưa mình. Thần ngài cũng án tử hình hết, khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài thôi. Lỡ sanh vào chốn trần ai rồi, ráng lo tu tập để mài bớt sầu. Chỗ tay cái cho nó hên đi. Nhưng mà thưa với quý vị, hai cái khổ này, một cái khổ khổ và cái hoại khổ, theo quý vị cái nào khổ hơn? Cái nào cũng như cái đó hả? Đúng rồi. Tại chúng tôi có nghe nói một câu như thế này nè: khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đào. Nhiều khi cái người mà bị hoại khổ nó khổ dữ nữa. Tại vì sao? Họ đang có điều kiện, tự nhiên nó mất đi cái điều kiện đó, nó xuất hiện cái khổ, nhiều khi nó nặng hơn. Còn cái người kia họ khổ khổ từ đó giờ họ quen rồi. Còn cái người này họ sung sướng, có điều kiện, bây giờ tự nhiên họ mất đi cái điều kiện đó trở nên khổ đau. Cho nên không biết cái nào khổ hơn cái nào. Vì vậy mà nhiều khi, kính thưa quý vị, Đạo Phật nó mới ra đời, mới dạy chúng ta một cái chữ duy nhất, đó là từ bi buông bỏ. Hôm nay chúng ta học cái hạnh là lòng từ bi. Cái người mà có lòng từ bi họ an vui hạnh phúc. Mà thường nhiều khi chúng ta cũng có lòng từ bi mà chúng ta lại khổ đau quý vị. Tại vì cái từ bi của chúng ta là gì? Không có buông bỏ. Nhiều khi mình đi làm từ thiện, ví dụ nha, mình đi làm từ thiện chỗ này chỗ nọ, nhưng mà nếu như không may mình đi phát nhầm cái chỗ, mà khi mình về mình thấy nó không có đúng, không có trúng vào cái chỗ để mà nghèo để mình phát nhầm người giàu không, cái mình về cái mình nổi sần lên khó chịu, tại vì cái tâm mình chưa buông bỏ. Đúng rồi. Cho nên hôm nay là quý vị biết từ bi và trí tuệ đây là buông bỏ. Và cái khổ thứ ba mà chúng tôi đang hồi nãy nói thiêu là gì? Là hành khổ. Thưa với quý vị, hành khổ không phải là hành hạ để khổ đau nha. Hành ở đây là pháp hành, là pháp hữu vi. Tiếng Phạn là sankhara, là cái pháp sanh diệt đó. Nó xuất hiện cái khổ. Là vậy, tại sao? Không biết từ đâu mà mình bị lệ thuộc vô cái chuyện mà sanh diệt có không còn mất dữ lắm. Phải không nè? Thí dụ, đi vào đời với hai bàn tay trắng, lúc lìa đời cũng trắng cả hai bàn tay. Khi sống thì tham nhặt cho đầy, phải mang lấy nghiệp trả dai nở đời. Kiếp luân hồi thì có sanh có diệt, đời vô thường, giả tạm hư không, ngũ quẩn sắc bất dĩ không, thôi thì thanh thản cho lòng an nhiên. Mà không biết từ đâu mình đến với cuộc đời này cũng hai bàn tay trắng, rồi mình ra đi cũng trắng cả hai bàn tay. Nhưng mà trong lúc mình sống á, mình bị lệ thuộc dữ lắm vô cái chuyện có không còn mất. Hãy có thì vui, mà không thì buồn, được thì vui, mà mất thì buồn, mà cuối cùng thì cũng có cái gì của mình đâu. Thấy không nè? Chào đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay, chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác thì quả báo muôn đời đời sau. Tại sao chúng tôi nói là mình giả bộ ngọt ngào lòng đầy binh đao? Thực chất ra mình ngọt ngào với nhau bằng tâm tham không à. Hãy vừa lòng vừa ý mình mới ngọt ngào. Chứ còn nghịch lòng nghịch ý mình ghét muốn chết. Thấy kẻ thù như gai đâm vào mắt, mà ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai nữa làm sao vậy? Cho nên hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải thể hiện cái lòng từ bi. Cái lòng từ bi á, là nó nằm ở trong tứ vô lượng tâm. Quý vị thường nghe nó có bốn chữ là từ bi hỷ xả. Mà cái danh từ bốn chữ này á, là được gọi là tứ vô lượng tâm. Có nghĩa là cái tâm từ nó phải vô lượng. Tâm bi nó vô lượng, tâm hỷ nó vô lượng,
và tâm xả vô lượng. Vô lượng có nghĩa là gì? Vô lượng có nghĩa là không có phân biệt, không có phân biệt. Thứ nhất, nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, khổ hay vui, có nghĩa là mình không có sự phân biệt. Mình ở đây phân biệt dữ lắm. Thưa với quý vị, chúng tôi chỉ cái phân biệt của mình nha. Ví dụ như mình, thứ nhất là mình dễ thấy cái người già neo đơn là mình thương. Rồi mình thấy cái người bệnh đó mình thương. Mình thấy cái người trẻ, người giàu ít thương lắm. Nói trời, nó trẻ, nó giàu, nó thương nó chi. Nhưng mà hôm nay là mình đã nghe là ba cái khổ rồi. Thì thứ nhất là gì? Hoại khổ. Phải không? Thứ nhất là khổ khổ, thứ hai là hoại khổ. Như vậy thì người nghèo cũng khổ mà người giàu cũng khổ. Thì làm ơn thương luôn người giàu. Hiểu chưa? Tức là sau này quý vị nhìn ra, tại vì cái lòng từ bi, mình tu tập cái lòng từ bi là chúng sanh làm đối tượng nha. Nghe cho kỹ, chúng sanh là đối tượng để mình tu. Thì bây giờ mình thấy cái người nghèo, người bệnh, thì cái người này mình tạm gọi là cái người dễ thương. Nhưng mà cái người mà mình không nhìn, mình thấy không hợp nhãn mình á, thì mình phải thấy nhìn họ với cái cặp mắt là đáng thương. Như vậy thì trước mặt chúng ta chỉ có hai chữ thôi. Một là dễ, hai là, chứ không có cái vụ dễ ghét cái đáng ghét. Bỏ đi cái chữ ghét. Cái người mà tối ngày cứ nhìn người này ghét hết người này, ghét hết người nọ, rồi hung dữ, rồi bực bội, là cái người này không có lòng từ. Cái lòng từ bi là gì? Từ là tâm chẳng sân si. Từ giống như làn gió mát vậy đó, không có nóng. Bi là thương hết, không bì một ai đó. Có vụ mà người này mình thương, người kia không thương là không được. Phải thương hết, giống như Đức Phật vậy đó. Thương hết. Hỷ là vui vẻ hòa hài, xả là xóa hết đắng cay vui buồn. Mình ngộ lắm. Đắng cay thì mình xả, buồn thì mình xả, mình bỏ, mình né, nhưng mà vui mình giữ lại. Thì bây giờ cái xả là gì? Là mình phải không có vướng vô cái chuyện đắng cay vui buồn. Lòng từ vô lượng, tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng. Giống như là giống như Đức Phật vậy đó. Có những người họ cũng thị phi, họ cũng đã thương Đức Phật bằng miệng lưỡi. Nhưng mà sao? Đức Phật thì ngài lãnh chịu thương gì chúng sanh. Những lời chửi mắng mê si, Như Lai lãnh chịu thương gì chúng sanh. Mình á thì xin lỗi quý vị. Mình á thì ai khen mình thì mình vui, mà ai chê mình thì mình bực mình lắm. Thì hôm nay mình phải tập làm sao nè? Mình phải tập á là cái người khen mình vui thì dễ rồi, cái người dễ thương rồi. Nhưng mà cái người thị phi gây phiền não cho mình á là mình phải thương luôn mới được. Giống như là người ta tốt với mình, mình tốt lại là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người có tu. Người có tu nó khác người không tu cho đó. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy, bởi vì không tu. Hôm nay mình tập tu tâm từ bi, thì trước mặt mình đều là tất cả những người đều dễ thương hết. Chúng tôi xin ví dụ nha. Trước đây mình ra đường, mình thấy một cái cảnh là cái người mạnh ăn hiếp một người yếu. Thông thường thì mình thương cái người yếu và mình ghét cái người mạnh. Thậm chí là mình giống như là cái người anh hùng nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bình giữa đường là rút đao tương trợ, giúp cái người yếu mà chống cái người mạnh. Thì hôm nay quý vị nghe chúng tôi nói là
mình thương cái người yếu, mình đã đúng rồi. Nhưng nếu như mình chống cái người mạnh, theo quý vị có đúng không? Thì mình lại sai. Hôm nay mình tập cái lòng từ bi của mình là mình thương cái người yếu, và mình cũng thương luôn cái người mạnh. Tại sao mình thương? Cái người yếu á, họ đang trả nghiệp. Còn cái người mạnh họ đang gì? Gieo nghiệp, đúng rồi, họ đang tạo nghiệp. Thì hai người này, cái người trả nghiệp thì dễ thương, mà cái người đang gieo nghiệp đáng thương. Vì họ vô minh, không hiểu biết, cho nên họ hành động như vậy. Thì cái người này thật sự là đáng thương hơn là đáng trách. Trước đây mình trách. Như vậy thì trước đây mình tu mới có một nửa à, 50% à. Thế cái người mà bệnh hoạn, khổ đau, ốm yếu, mình hay đi từ thiện mình cho á, là mình đã thương, mình đã tu được 50% rồi. Hiểu ý chúng tôi không? Hôm nay mình phải thương luôn mấy cái người kia. Họ cũng khổ thấy mồ, chứ họ không có xuống gì đâu. Bây giờ cứ thử nghĩ coi, cái người bệnh này được nằm nghỉ ngơi, còn người khỏe làm thấy mồ nổi. Đâu có xuống ít gì. Bây giờ trong nhà mình có hai anh em đây, người anh thì bệnh, nằm nghỉ, còn người em phải làm việc. Thì hai người này mình nhìn vô mình thấy thương hết. Từ là tâm chẳng sân si, cố gắng làm sao giữ cái tâm mình ít sân si. Bi là thương hết, không bì một ai. Hãy thương hết nha. Chứ đừng giống như cái cô này á, cô đi chùa rồi cổ cũng có lòng từ bi. Khi mà họ làm công đức xong cái họ nguyện. Họ nguyện sao quý vị biết không? Họ nói nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, ngoại trừ con vợ bé của chồng con, đều trọn thành Phật đạo. Theo quý vị cô này đúng không? Hả? À, không phải sai. Mà đúng con nữa, đúng rồi. Mới tu con nữa à. Hôm nay là chúng tôi không có phê bác ai, tại vì mình cặp mắt của cái người tu mình đó là cái cô này có tu được một nửa rồi. Bây giờ con ráng tu thêm nửa nữa mới thành ra là trọn vẹn. Mình cũng vậy. Mình mà đi từ thiện, mình thấy người nghèo mình thương dữ lắm. Thấy người giàu mình không ưa. Thậm chí mình còn ghét nữa. Thì bây giờ hôm nay là mình thương cái người nghèo mà phải thương luôn người giàu. Đó là cái ý của chúng tôi như vậy. Tức là cặp mắt của mình nhìn ra chỉ có người dễ thương và người đáng thương, chứ không có cái vụ mà dễ ghét và đáng ghét. Thì cái tâm mình nó mới mát mẻ được. Cái kiểu mà không ưa mà gặp hoài là không được. Không ưa mà gặp hoài không được. Khi mình hiểu vấn đề rồi, thì ở đây kính thưa quý vị, hạnh phúc và khổ đau, cái người tu chúng ta phải có trí tuệ. Khổ đau và hạnh phúc, vị ngọt đắng khác nhau. Trong thực tánh chân đế, bản chất đều như nhau. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì nếu chúng ta thương mà chỉ thương cái người yếu, cái người nghèo, người khổ, thì chúng ta sẽ có cái tâm là không ưa cái người giàu và người mạnh. Chúng ta mới tu được 50%. Mà hai cái này nó là đều giống nhau nghe quý vị. Hôm nay chúng tôi muốn nói là cái người giàu và người nghèo đều khổ như nhau. Chúng tôi xin ví dụ nha. Một cái ông chủ tịch một cái tập đoàn lớn, tổng giám đốc của một công ty thật là lớn, dưới tay ổng là cả mấy ngàn công nhân. Vì ổng là chủ tịch tập đoàn lớn cho nên ổng đi cái xe hơi có giá trị 5 tỷ. Nhưng mà vì làm ăn lớn quá cho nên phải vay ngân hàng vài chục tỷ, là chuyện bình thường. Một cái ông giám đốc công ty vừa và nhỏ, đi cái xe hơi 500 triệu thôi. Nhưng mà vì cũng mở một cái công ty vừa và nhỏ, nhưng mà cũng phải vay ngân hàng mới làm ăn được chứ, đâu có vốn đâu mà nhiều gì. Ông vay ngân hàng vài tỷ. Và một người nhân viên công nhân đi làm lãnh lương hàng tháng vài triệu, nhưng mà do biết chi tiêu cho nên cái người công nhân này dư được 50 triệu gửi ngân hàng. Hai cái ông đầu á là vay ngân hàng, nợ ngân hàng. Mà cái ông công nhân, cái ông thứ ba đó,
ổng là cái người gửi ngân hàng. Theo quý vị ba người này, người nào hạnh phúc? Người thứ ba hạnh phúc. Ai nói người thứ ba hạnh phúc? Giơ tay lên xem coi. Chúc mừng quý vị. Trật lất à? Vì sao? Nếu quý vị không tin chúng tôi trật lất á, thì ngày mai làm ơn canh vào cái giờ tan tầm á, công nhân nó ra đứng ngoài cửa làm một cái cuộc khảo sát. Nghe nói làm đời công nhân sướng lắm hả? Bắt đầu nghe công nhân cái chữ rồi nghe. Trời ơi, tôi khổ muốn chết, tôi đi làm công nhân tôi khổ muốn chết, bà nói tôi sướng là sướng cái chỗ nào? Thưa với quý vị, ba người này đều khổ hết. Khổ ít hay khổ nhiều là tùy cái lòng ham muốn của ba người này. Nếu như cái ông công nhân mà ông ham muốn nhiều thì ông vẫn khổ nhiều. Ông công nhân mà ông ham muốn ít thì khổ ít. Cho nên Đức Phật dạy là tham nhiều thì khổ, khổ nhiều. Tham ít thì khổ, khổ ít. Không tham thì không, không khổ. Mà quý vị và chúng tôi ở đây kể cả ba ông đó, không ông nào không tham hết. Cho nên mình chỉ còn là khổ ít hay khổ, khổ nhiều. Đâu đây ai khổ nhiều đâu, đưa tay coi. Tham nhiều, đơn giản vậy thôi. Thấy không nè, nguyên nhân sinh ra sự khổ là tham thôi. Hãy tham nhiều là khổ. Ai tham ít đâu. Đó. Cứ bớt tham là bớt khổ. Đau khổ vì nỗi mong cầu mà. Cầu mà không được á, nỗi sầu lại tăng. An vui gì đã biết rằng tham là gốc khổ, cớ chi phải sầu. Nếu mình hiểu rồi, tham là gốc khổ. Cái gốc của đau khổ là tham ái. Hãy tham nhiều là khổ nhiều. Nó không có tính cái ông tổng giám đốc hay là công nhân hay là người xuất gia hay là người tại gia. Không có quan trọng. Anh là ai tôi không quan trọng, mà quan trọng anh tham nhiều hay anh tham ít. Thấy không nè? Bây giờ mình cứ về mình tự mình phản tỉnh lại là nếu mình tham nhiều là mình thừa biết mình khổ. Khổ nhiều. Tham ít thì khổ. Mà cái lòng từ bi nó cũng dẫn đến cái chuyện là mình ít tham. Từ bi và buông, buông bỏ. Mình có từ bi mà nhiều khi không buông, buông bỏ. Cho nên mình khổ hoài. Từ bi và trí tuệ là gì? Là buông bỏ. Ví dụ như bên Phật giáo thì có ba loại phước. Thứ nhất là phước vật hay phước tài. Thứ hai là phước đức. Thứ ba là phước trí. Cái người mà chỉ biết bố thí cúng dường, đời sau sanh ra sẽ là cái người giàu có. Mà cái người này không chịu giữ giới, tu tứ vô lượng tâm, thì đời sau sanh ra giàu nhưng mà xấu, chủ thọ bệnh hoạn tùm lum, thiếu phước đức. Bây giờ mình có ba loại phước ha. Phước tài, phước vật là gì? Là tài sản vật chất của cải. Mà cái nhân mà phát sanh phước vật là do bố thí cúng dường. Giàu có do bố thí mà, nghèo do không cúng dường. Cái người này họ chỉ tạo phước vật mà họ không tạo phước đức. Phước đức là gì? Phước đức là sắc tướng, màu da, tuổi thọ, sức khỏe, quyến thuộc. Mà quyến thuộc đúng nghĩa quyến thuộc nha. Quyến thuộc là làm cho mình ăn vui á. Bà con đông mà đông cái kiểu mà ăn vui hạnh phúc á. Chứ không phải bà con mà gặp mình đâu nó xin tiền ở đó không à. Không phải. Quyến thuộc ở đây là mình là người có phước đức. Thì mình quyến thuộc của mình toàn là những người khá giả, những người khỏe mạnh không à. Những người họ có phước mà. Cái người cái mà nhân phát sanh phước đức là do gì? Do giữ giới, tu giới đó quý vị. Tu bát quan trai giới, tu ngũ giới, rồi tu tứ vô lượng tâm. Cái người mà họ giàu lòng từ bi thì người này đời sau sanh ra khỏi tốn tiền đi thẩm mỹ viện, thì hết ít sân si. Cái người mà sân si nhiều đời sau sanh ra xấu xí. Rồi cái người mà chịu nghe pháp, cái phước thứ ba là cái phước trí. Mà nhân phát sanh phước trí là do nghe pháp. Mà cái người nào chỉ biết bố thí cúng dường mà không chịu nghe pháp, đời sau sanh ra giàu có nhưng mà thiếu trí tuệ, khổ đau. Họ giàu mà họ dính mắc, họ giàu mà họ keo kiệt. Có nhiều người giàu quá vậy mà không dám xài. Họ xài, họ nói tiền của giống như núm ruột rồi đó, đứt tẹt 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 sao dám. Ruột mà đứt ở đó đau lắm. Thời Phật có một câu chuyện, cái ông trưởng giả này, ông tên là Maccariya. Tiếng Phạn Maccariya nghĩa là trưởng giả bỏng xẻng. Ông này ông giàu mà ông keo kiệt lắm.
Ông keo kiệt đến mức độ quý vị biết không? Ông có những cái ông trưởng giả bạn, trưởng giả ngày xưa bây giờ là đại gia tiểu phú á. Bây giờ mấy người mà triệu phú tỷ phú bây giờ là ngày xưa kêu trưởng giả, giàu có. Thì ông có một cái ông bạn, trưởng giả bạn, ông trưởng giả bạn này vì chơi chung cho biết tính ông này kẹo. Cho nên ông trưởng giả bạn có một lần đi lên kinh đô, đi ngang cái nhà gọi là biệt thự, giống như là cái phủ của cái ông trưởng giả này, biết cái ông này ông kẹo lắm. Ông cũng không mời mình ăn uống cái gì đâu. Cho nên cái ông trưởng giả bạn ông mang theo đồ ăn không ăn. Vì chơi chung cho nên hiểu tánh. Chẳng những mà đem theo ăn mà tại ông này ông trưởng giả mà. Ông đến ông trưởng giả kêu kiệt đó, ông chẳng những ông ăn mà ông lại mời luôn cái ông trưởng giả chủ nhà ăn luôn. Ông trưởng giả chủ nhà không dám ăn. Đơn giản là gì quý vị biết không? Sợ ăn rồi mới mốc mời lại nó hao. Đơn giản là ăn của người ta rồi thì bên đánh đi bên quy phải lại. Hôm nay mình ăn của người ta thì sao mình phải mời người ta chứ. Chỉ nghĩ đến cái chuyện hao đó thôi ông dám ăn. Thế là sau khi ăn xong, hai ông trưởng giả mới lên kinh đô chầu vua xong trở về. Trở về cái ông trưởng giả keo kiệt, ông lâm bệnh quý vị. Bà vợ bà mời hết đại phu này đến đại phu nọ đến khám bệnh mà không ra bệnh. Cuối cùng ông mới nắm tay ông kéo bà vô, ông nói nhỏ bà ơi, tôi không có bệnh gì hết. Tôi thèm ăn cái bánh bằng bơ mật sữa hôm bữa cái ông bạn mà nó ghé nhà mà nó đem ra ăn mà tôi bệnh luôn. Ông nói trời ơi trời. Bà nói trời ơi trời, cái tài sản của ông, gia tài của ông mà làm cái bánh đó mà cho cả dân trong kinh thành này ăn cũng nổi đó đó, tôi làm giàu lắm. Thì ông trưởng giả kêu kiệt nói trời ơi, sao mà tấm lòng bà giống Bồ Tát quá vậy, ủa đâu mà cho cả dân trong thành này ăn. Thì bà mới nói thôi giờ tôi làm cái bánh này nè cho những cái người hàng xóm mình thôi, để con đường đi vào nhà mình ăn. Ông nói sao bà hay nghĩ cho người dân quá. Bà mới nói thôi giờ tôi làm cái bánh này trong nhà mình ăn. Ông mới nói người trong nhà mình cần gì ăn. Cuối cùng bà nói thôi tôi làm cái bánh này tôi cho ông ăn. Ông trả lời sao biết không? Có chi bà trong đó nữa. Trời ơi, có ông chồng cái đó thôi ly dị bà cho rồi. Cuối cùng quý vị biết không? Là bà phải chuẩn bị cho ổng những cái nguyên liệu nào là bơ, đường, mật, sữa, bột, tất cả những cái thứ đó để làm cái bánh đó. Ổng mới mang vô rừng á. Ông tự ổng nhồi rồi tự ổng nướng ăn. Thì ông chết của cải của ông quý vị biết không? Xung vào công quỹ tới 7 xe mà xe bò chở tới 7 ngày mới hết. Giàu lắm. Thì Chư Tỳ Khưu mới nghe cái sự việc đó, mới thắc mắc tại sao một người giàu như vậy mà lại keo kiệt quá, ăn xài không dám. Thì Đức Phật Ngài biết được cái sự đó, Ngài mới kể là cái tiền kiếp của ông này. Tiền kiếp là cái ông này á, ông cũng là sinh ra một người thiện nam chủ nhà, người đàn ông lớn lên có vợ chủ nhà, nhưng mà cái bản tánh keo kiệt đã manh nha từ cái thời nhiều đời nhiều trước rồi, nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Thì bà vợ sống với ông thời gian, một hôm nọ có một vị Phật độc giác mới đi khất thực sao không hiểu, đứng trước cửa nhà. Thì ông buổi sáng sớm ông vừa ra cửa nhà, ông ngồi ông thấy Đức Phật ôm bát đứng trước cửa nhà, ông cái ông đi vô ông nói bà ra bà coi cái gì cho rồi ông cho cũng như là cúng dường để cho đi kiểu của ông vậy, tại tánh ông cũng không ít có cúng dường cho ai. Bà vợ bà ông sống chung với cái ông này lâu nay biết cái tánh ông này ít có cho ai cái gì lắm. Hôm nay sẵn cái dịp mà ông phát tâm cúng dường cho Đức Phật, cho nên bà lật đật bà ra bà vô, bà ra bà thỉnh cái bát Đức Phật vô. Bà bỏ to cúng dường cho nó toàn là những thức ăn ngon không. Dịp mai hiếm có mà, ông này ít cho ai cái gì lắm. Thì ông nói rồi ông đi vô xong cái gì mới ở nhà luôn đi, tự nhiên đi ra. Đó, ông đi ra cái ông thắc mắc không biết vợ mình cúng dường cái gì. Ông mới lại ông dở cái nắp bát của Đức Phật lên. Trời, ông nhìn vô ông thấy toàn là thức ăn hảo hạng, thức ăn thượng hạng hảo hạng khóc. Cái tự nhiên ông sanh một cái tâm là gì biết gì không? Tiếc. Nhưng mà lúc đó lỡ cúng rồi. Cho nên ông đậy cái nắp bát lại, thay vì người ta đậy là người ta quan hỷ muốn chết. Ông nội này ông đậy lại mà ông ngậm ngùi quan hỷ quý vị. Đậy cái nắp bát lại mà nó tiếc á. Quý vị biết không? Do cái phước mà ông cúng ngay Đức Phật độc giác, kiếp nào sanh ra ông cũng giàu có hết á. Tự nhiên nó giàu có thôi, phước mà. Nhưng mà do cái ông tiếc nuối đó, chính vì vậy mà ông không dám sử dụng chi. Trên trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài nói là nay vui đời sau vui, làm phước thì hai đời vui nghe. Đầu tiên vui thấy mình được làm phước cái đã, tức là mình phải có cái tâm quan hỷ, không có cái tâm mà tiếc của đó. Sau này quả phước trổ ra phải được vui hơn. Theo sư cái ông này quả phước trổ ra nhiều khi ông khổ hơn nữa.
Cho nên nó nhờ nghe pháp, cho nên người nào mà cúng dường mà chịu nghe pháp nó nghe, đời sau sanh ra giàu có mà không bị khổ, tức là sẽ hưởng được hai đời vui. Nay vui đời sau vui, làm phước thì hai đời vui, đúng không? Đầu tiên vui thấy mình được làm phước, sau này quả phước trổ ra sẽ được vui hơn thì mình mới làm phước, chứ phải phước trổ ra mà mình nhiều khi mình khổ hơn thì thôi, mình được có cái vui à. Mà thường cái vui đầu mình dễ có lắm, khi mình được làm phước mình vui, mà cái ông kia ông làm phước mà không vui, ông ngậm ngùi ông vui mới ghê. Thôi thì ta cúng rồi thôi ngậm mà vui luôn. Vì vậy quý vị biết, khi mình làm phước á, phải có tâm tư, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu. Trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm nhớ dùm là phải vui, chứ đừng có làm rồi mà không vui. Có nhiều người làm phước rồi về không vui. Có nhiều người quý vị biết không, kiếp trước cũng cúng dường dữ lắm, phước dữ lắm. Kiếp này sanh ra cũng nhà 2-3 căn, đất 2-3 miếng, tiền ngân hàng gửi 2-3 sổ, mà nhiều khi không dám xài, chắc cũng đâu đó. Kiếp trước cũng đi chùa làm phước, nhưng mà cúng rồi cái về suy nghĩ lại nó hơi tiếc. Để cho quý vị thêm phần không khí của cái ngày lễ vía Quan Âm này, chúng tôi xin gửi tặng quý vị một cái bài hát, đó là Lòng Từ Bi. Bài hát này được thể loại này là gọi là nhạc đời mà lời đạo. Quý vị hiểu cái thể loại này không? Nhạc đời là sao? Là cái điệu nhạc được viết theo cái bài là Bên Em Biển Rộng Sông Dài. Lời thì lời đạo. Mời quý vị cho một tràng vỗ tay để thưởng thức. Lòng từ bi người an vui như sông biển rộng, làm cho tâm vui sướng tuyệt vời. Tình yêu thương di từ biên khơi, hòa cùng tu tâm người bình an, bao nhiêu nào phiền bởi giận hờn nhau. Sao không dài bài ghét nhau làm gì, cho thêm nào phiền. Người về đây nương theo chánh pháp, mọi người tu tu tâm giải thoát. Nên biết tu tâm từ, còn xó tan hận thù, không tạo lại thù xưa. Lòng từ bi ngài Quan Âm luôn trao lòng từ, tình yêu thương ban khắp mọi người. Gần bên nhau sống đẹp niềm vui. Giận hờn ơi ơi giận hờn ơi, gây chi nào phiền suốt đời còn mang. Bao nhiêu năm trường khổ đau nhiều rồi, dầm chị hỡi người ơi, từ bi khiến đời vui. 2-3 Lòng từ bi người an vui như sông biển rộng, làm cho tâm vui sướng tuyệt vời. Tình yêu thương vi từ biển khơi, hòa cùng tu tâm người bình an, bao nhiêu nào phiền bởi giận hờn nhau. Sao không dài bài ghét nhau làm gì, cho thêm nào phiền. Người về đây nương theo chánh pháp, mọi người tu tu tâm giải thoát. Nên biết tu tâm từ, còn xó tan hận thù, không tạo lại thù xưa. Lòng từ bi ngài Quan Âm luôn trao lòng từ, tình yêu thương ban khắp mọi người. Về bên nhau sống đẹp niềm vui.
Dần hận ơi, ơi dần hận ơi, gây chi nào phiền suốt đời còn mang. Bao nhiêu năm trường khổ đau nhiều rồi, dần chi hỡi người ơi, từ bi khiến đời vui. Hết rồi. Như vậy thì muốn tập cái lòng từ bi thì đầu tiên quý vị phải thấy được cái đế thứ nhất, đó là khổ, khổ đế. Như vậy thì cuộc đời này đúng là bể khổ, ai cũng khổ. Người khổ cách này, người khổ cách khác, người khổ trước, người khổ sau mà thôi. Quý vị có đồng ý không nè? Và Đức Phật thì Ngài dạy chúng ta cái con đường để diệt khổ, đó là con đường bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Có bao giờ bạn thấy mông lung với cuộc đời, mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa, loay hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ. Lời đáp luôn ở đó, ngay trong chính bạn thôi, chớ tìm kiếm xa xôi, lắng tâm bạn sẽ thấy. Cho nên đi đâu giữa chốn vô thường, vô thường là sanh diệt đó, có không còn mất. Về đâu ai biết về đâu bây giờ. Thôi thì ta ngộ vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải dùng trí tuệ để mình ngộ được vô thường. Đi đâu giữa chốn vô thường, quý vị chạy đâu nó cũng vô thường hết. Ở ngoài đời quý vị thấy vô thường, tưởng đâu chạy vô chùa nó hết vô thường, ai nhìn nó cũng vô thường, phải không? Chỗ nào nó cũng vô thường. Đi đâu giữa chốn vô thường, về đâu ai biết về đâu bây giờ. Thôi thì ta ngộ vô thường, nó nhận thức được cái bản chất vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thời. Sống trong cơn buồn thận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn hoạn nạn là sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Mình có cái bệnh rất lớn là hay đứng núi này trong núi, núi nọ. Mình không biết rằng là ra đi tức thị trở về, biển phiền não đó rồi bồ đề khác chi. Buồn ở Sài Gòn chạy ra Vũng Tàu chơi, 3 ngày là buồn rồi chạy về nhà tiếp. Bây giờ ở đây buồn quá, thôi đi Đà Lạt giải du lịch cho nó khỏe, cho nó vui. Thưa với quý vị nghe, Đà Lạt mà đi ngày đi ngày ở ngày về thì được, ở thêm ngày nó cắn lửa chết liền, nó buồn lắm. Ai đi rồi biết, ngày đầu tiên lên vui lắm, ở thêm ngày, ngày thứ hai là ngày thứ ba đòi về rồi, về dứt khoát nha. Mà lúc đi xin lỗi quý vị, xe mà đến trễ chừng 10 phút là sân si à. Lúc về cũng vậy, về cho mau. Cho nên đó là nói về đời là bể khổ, chúng tôi tặng quý vị một câu để cho quý vị thử coi có né tránh được không. Đọc theo chúng tôi nghe. Đời là bể khổ, nên răng đau là phải nhổ. Đời là đau khổ, nên nhổ răng là phải đào. Chạy đâu cho khỏi. Thiên hạ thì tranh nhau nói khổ vui, mà có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham mà vui đó khổ nghe. Mà khổ để tu hành thì khổ đó vui. Nếu biết có vui thì có khổ, hà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài khổ với vui. Mình đi tìm cái vui, mà quý vị biết hãy có vui thì sẽ có buồn. Bởi vì nếu không có buồn thì sao thấy vui. Có sướng có khổ vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi vậy, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử, tử sanh,
xuân qua hạ tới, thu sang đông về, con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tài thọc. Chủ tài bây giờ có đồng ý với chúng tôi rằng là nếu không có buồn thì muôn đời mình không bao giờ thấy cái vui, thấy không nè? Và cũng vì chính vì có cái vui cho nên mình phải chấp nhận cái buồn ở tới. Mình bị lệ thuộc, đó cái khổ thứ ba là chúng tôi nói là hành khổ là gì? Hành khổ là chúng ta bị lệ thuộc vô cái pháp hành, là cái pháp hữu vi, là cái pháp mà có không còn mất sanh gì. Không hiểu từ đâu mà hãy sống là vui mà chết là buồn. Có là vui, không là buồn, được là vui, mất là buồn. Bây giờ chúng tôi xin lỗi quý vị nha. Bây giờ cái chuyện sống chết, không biết từ đâu mà mình sợ chết dữ lắm. Mà nếu không có sanh thì làm sao có tử? Chính vì có sanh cho nên mới có tử. Phải có một ông già 80 tuổi lìa đời thì đứa bé sơ sinh mới chào đời. Mà mình lại không chấp nhận ông già 80 tuổi lìa đời, mình cũng chấp nhận mình lìa đời đó. Mình mà mình chịu, mình chào đời. Mà thưa với quý vị, thực chất ra thì cái chết nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là mình sợ chết. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì trong sanh tử luân hồi vô số kiếp, mà hễ trong dòng sanh tử luân hồi vô số kiếp thì quý vị có đồng ý với chúng tôi là mình đã chết vô số lần không? Không nè, sanh tử mà luân hồi thì mình đã từng chết vô số lần. Nếu mà vô số kiếp thì mình phải chết vô số lần, mà chết nhiều như vậy rồi giờ chết thêm lần nữa có gì đâu sợ? Không phải mới chết đâu, trời ơi, chết vô số lần, chết hoài hoài, chết rồi sanh, sanh rồi chết rồi sanh, sanh. Nhưng mà không hiểu tại sao mãi nhắc tới chết là sợ. Bây giờ quý vị hiểu được vấn đề rồi thì đã, người sợ chết ta chẳng kinh, người ham cười nói ta dình lặng thinh, người tài sản ta tâm linh, người mang khổ lị ta rinh đạo màu. Quý vị muốn cái nào? Muốn khổ đau hay là muốn đạo màu? Nếu mà cái người mà nghĩ đến đạo màu thì họ không thấy chết. Vì mà khi mình chết và mình lo sợ, mình run sợ mình chết, quý vị mới dễ đọa. Lúc cận tử lâm chung mà tâm mình bắn loạn, không niệm Phật, không định tĩnh thì dễ đi xuống lắm. Cái thời khắc đó nó quan trọng, cái quyết định cái sanh thú của mình ở kiếp sau là khổ hay vui là do cái thời khắc cận tử. Không hiểu từ đâu mà mình cứ sợ, sợ dữ lắm. Mà quý vị biết mình sợ thì nó cũng chết chứ đâu phải sợ mà nó không chết. Nhiều khi nó còn chết sớm nữa, tại quá sợ đó. Có lần chúng tôi đi máy bay ở bên Mỹ, đi máy bay trong nội địa. Trên máy bay toàn là người Mỹ không, tại vì nội địa mà, bang này qua bang kia không có người Việt. Mà chúng tôi là cái người Việt duy nhất ngồi trên máy bay đó. Máy bay cũng nhỏ à, giống như máy bay Việt Nam mình vậy. Máy bay khoảng chừng trên 100 người, nhỏ xíu. Thì khi mà lúc mà máy bay bay á, nó gặp thời tiết xấu, trong những cái vô cái vùng trời xấu, máy bay nó dằn dữ lắm, nó đảo lộn, nó rơi tự do, nó làm cho con người mình lúc đó trên máy bay ai cũng la hết rồi, tất cả trên máy bay đều la hết, chỉ có mình tôi không la, chỉ có mình sư không la, chúng tôi không la. Thì khi chúng tôi tỉnh lại thì trên máy bay tất cả những người trên máy bay đều hát một bài hát giống bài thánh ca vậy đó, mừng là họ sống ra được. Tôi thấy đồ đạc nó rớt tùm lum trên máy bay. Rồi những cô tiếp viên thì họ đi họ lao những cái nước ngọt và văng lên tới trần nhà luôn á, biết họ nó dằn cỡ nào. Khi mở mắt ra thì mình thấy như vậy. Mà mọi người đều đang hát vui mừng, cái máy bay đáp xuống rồi đó. Mọi người đều đồng thanh trên máy bay hát một cái bài hát bằng tiếng Anh. Mà chúng tôi hiểu là cái bài này giống như một cái bài thánh ca mà mừng để họ sống ra được. Thì khi chúng tôi bước ra khỏi máy bay, chúng tôi ngồi, chúng tôi cũng say sẩm quá, tại vì chuyến nó dằn quá. Thì tất cả từ phi công cho tới tiếp viên cho tới hành khách, ai đi ngang cũng cúi đầu chào mình. Mình không hiểu lý do. Thì khi về chùa, cái ông thầy ông nói chắc mọi người trên máy bay nghĩ rằng máy bay này được bình an là nhờ sư. Mình sư không la, mà họ đâu biết rằng là mình xỉu mất tiêu rồi. Trời ơi, mình sợ quá, mình xỉu trước họ nữa. Mấy người sợ chết nó xỉu. Mình không la nổi là bởi vì mình xỉu rồi. Mà khi mình tỉnh lại thì mình thấy cái cảnh nó như vậy. Mà xỉu rồi sao la?
Trời, mọi người cứ lầm tưởng rằng là chắc máy bay này được bình an á, được cứu là nhờ cái ông Lạt Ma này. Tại mặt đột đó đỏ là giống mấy ông Lạt Ma, Lạt Ma Tây Tạng, giống như mấy đức Lạt Ma Tây Tạng á, mặt đột đó đỏ là mọi người trên bay ai cũng đi ngang cũng có cái nét gọi là gục cúi đầu xuống, giống như là thầm cảm ơn mình vậy đó. Mình ngồi mình cũng hiểu chuyện gì. Một xíu cái ông thầy ra ông rước mình về, mình kể cho ông nghe, ông nói chắc mọi người trên máy bay nghĩ rằng sư là cái người mà cứu cho máy bay này được bình an, mà trong đó mình xỉu hồi nào nó hay luôn đó. Cho nên mấy vị biết không, mà cái người mà nhát, cái người mà sợ thì nó chết sớm hơn người ta. Vì vậy mà mình giờ mình không có được sợ chết. Thưa với quý vị, ngày hôm nay chúng tôi giảng cái bài pháp có tựa đề là gì, nhắc lại coi. Lòng từ bi nghe, lòng từ bi. Cái lòng từ bi mình nó phải rộng lớn, giống như là mưa trời nào nể rống ríu, tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh, rải cho tất cả chúng sanh hữu hình vô hình, không chân hay có chân, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, kể cả chư thiên hay loài người, tất cả đều khổ hết. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy là tam giới nhân thiên khổ lắm mà, sanh già đau chết thường xảy ra, quán thù lại gặp cầu chẳng đặng, chấp thân năm quẩn khó buông ra. Cho nên kể cả phạm thiên cũng còn khổ, khổ cho cái chuyện sanh tử. Chư thiên hưởng phước vẫn còn khổ, khổ cho cái chuyện vô thường. Còn mình thì mình khổ đủ thứ ở đây. Thì bài giảng hôm nay với mục đích là chúng tôi mong rằng quý vị phải có tâm từ vô, vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Đọc theo chúng tôi cái bài này rồi chúng ta kết thúc. Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết không bì một ai, hỷ là vui vẻ hòa hài, xả là xóa hết đắng cay vui buồn. Mình xóa hết kể cả đắng cay vui buồn, mình xóa hết thì mình mới không dính, chứ mình dính cái vui vẫn có cái buồn. Hiểu ý này không? Thì bài giảng hôm nay đến đây cũng vừa phải lễ với thời gian, khoảng trên một giờ đồng hồ. Chúng tôi được ban tổ chức cho phép, trước tiên chúng tôi xin được nói lời tri ân đến Thượng Tọa Trụ Trì Đại Đức Thiện Bủ Y Sự, cùng chư Tôn Đức trong ban tổ chức đã thỉnh mời Chánh Định về đây để gặp gỡ và gieo duyên với toàn thể quý Phật tử tại Tổ Đình Long Thiền này. Và chúng tôi cũng vô cùng tri ân cảm ơn toàn thể sự hiện diện có mặt của chư Phật tử. Quý vị thương mến Chánh Định đã tập trung về đây để lắng nghe bài giảng này, giúp cho Chánh Định được thành công trong bài giảng ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn, chỉ nguyện cầu phần phước báo công đức của bài pháp này xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ta bà, nhất là chư thiên ngự tại tổ đình này. Cầu xin quý ngài quan hỷ thọ nhận. Sau khi thọ nhận rồi, cầu xin các ngài quan hỷ mách bảo cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nội ngoại hai bên, của quý Phật tử, những người đã quá vãng nguyện siêu sanh về nhàn cảnh hưởng sự an vui. Những người còn hiện tiền cầu xin được tăng long phúc thọ, tật bệnh được tiêu trừ, vạn sự được kiết tường, tai qua được nặng khỏi và thân tâm luôn được an lạc. Cuối cùng xin cầu chúc toàn thể quý vị luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật, đặc biệt là chúng ta có cái lòng từ bi rộng lớn bao la như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.